What's up mấy bạn? Thì chào mừng mấy bạn đã quay lại với vlog của Trung. Thì hy vọng mấy bạn thích cái vlog ngày tây của cái giao án Street với Jeremy hồi bữa Trung up lên á. Thì mục đích của cái video ngày hôm nay là Trung sẽ làm cái video như mọi lần, là Trung sẽ unboxing cái hộp của My Protein hàng tháng gửi cho Trung á. Thì đây, thì đó là cái hộp của tháng 12. Thì hồi tháng trước là Trung không có làm được cái clip unboxing sách, bởi vì là do hình như là MyProtein gửi về và Trung bị vướng hải quan gì đó, không biết là hình như là cái công ty đó nó giữ lại và nó gửi ngược về bên Anh, thành ra là Trung không có nhận được. Thì bây giờ Trung nhận bộ của cái thùng hàng này tháng này, thì tháng sau cũng đang trên đường về Việt Nam, thì hy vọng là Trung sẽ nhận cái thùng hàng nó sớm. Trung sẽ làm tiếp một cái clip unboxing cho mấy bạn xem. Thì bây giờ Trung sẽ mở cái hộp này ra cho các bạn xem bên trong có cái này, tháng này có cái gì hả? Thì bây giờ là Trung sẽ unbox cái hộp này ra để xem trong ngày tháng này có những gì ha. Thì đây là cái hóa đơn của tháng này mà bây giờ Trung sẽ không đọc cho mấy bạn xem, mà Trung sẽ để đó và lát nữa Trung sẽ mở ra. Ok. Ok, thì mấy bạn có thể thấy thì đây là cái hãng Trackback. Thì có nghĩa là khi mấy bạn order cái hộp này về á, thì mấy bạn sẽ có một cái mã, và mấy bạn lên cái trang Trackback, sau đó mấy bạn bấm cái mã vào, thì cái mã đó thường là có chữ là HUT. Thì cái mã đó khi mà bạn bán vô đây á, thì bạn sẽ biết được cái thùng hàng của mình, bạn sẽ tracking được cái thùng hàng của mình là đang đi đến đâu, để hải quan Việt Nam hay chưa. Cho nên là mấy bạn chú ý về cái logo Trackback này ha. Thì không biết là nó có ở đây không, thì đây nó bị che bởi một cái tờ giấy này rồi, bị che một cái tờ giấy này, nghĩa là không thấy được cái chữ. Thì cái chữ cái chỗ HUT chỗ này ha. Số điện thoại nọ kia ở đây, cái mã ở đây HUT186GB gì đó là nó sẽ nằm ở đây. Như mấy bạn thấy thì không biết rằng là cái camera trên này nó có chiếu rõ mấy bạn xem hay không. Thì ok, chúng mình sẽ mở cái hộp này ra. Oh, really cool. Oh yes. Cái này là mấy cái voucher gì đó ở bên Anh, Trung nghĩ vậy. I don't know. What the hell? Đây là những cái đống voucher, Trung không biết là cái gì hết. Ok, mình sẽ lấy những cái hộp này ra ha. Những cái bịch này là những cái bịch để giữ đồ á. Ok, sản phẩm đầu tiên đó là hũ MyBri. Thì version này chúng ta sẽ là version 2. Đây là cái version 2 ha mấy bạn. Đây là cái pre-workout ha. Cái này là có 30 serving ở đây. Thì đây là cái thành phần, đây là cái thành phần của nó. Thì trong này là để Trung coi xem có những gì. Về ấy thì về cái active ingredient là những cái mà chúng ta cần rất là quan tâm. Thì đó là 3g L-citrulline, creatine 2g, beta alanine 1.6g, leucine là 1g. Rất là tốt. Glutamine 1g, L-ornithine là 500mg luôn, L-carnitine luôn nè, có L-carnitine rồi, và những cái thành phần khác rất là nhiều. Thì cái này là Trung sẽ review cho mấy bạn vào cái lúc mà Trung sẽ uống, vào trước khi trước những cái buổi tập thì Trung sẽ review cho mấy bạn ha. Thì đây là cái mùi blue raspberry rất là ngon. Đây là mùi blue raspberry ha. Thì cái này là nó sẽ có ghi là anti fatigue formula, là chúng ta sẽ chống mệt mỏi nè,
continue focus là chúng ta sẽ tiếp tục được tăng cái độ tập trung ha. Ok, thì đây là cái sản phẩm đầu tiên. What? Super Omega 3. Thì đây là cái hũ Omega 3 có 250 soft gel lận, là có 250 viên. Thì mấy bạn có thể thấy 250 viên nằm ở đây. Thì hồi trước là cái packet đầu tiên á, là Trung có một hũ Omega 3 rồi, và Trung đã uống hết cái hũ đó rồi. Thì hũ đó có chỉ có 100 viên thôi, hũ này là 250 viên lận. Thì cái phần EVA và DHA của chúng ta là 180g và 120g, tổng là 300mg cho một cái viên. Chúng ta sẽ uống 2 viên tất cả thì chúng ta cỡ được cỡ 600 ha. Thì mỗi ngày Trung recommend là Trung khuyên mấy bạn là nên uống cỡ từ 1g dầu cáo là ok, 1-2g ha. Thì chúng ta không có nói gì nhiều, dầu cá rất là quan trọng, Trung rất là khuyến khích mấy bạn xài dầu cá ha. Tiếp theo, wow, nó móc mép dùm hết, hy vọng là không bị rách. Cool. Ok, thì đây là cái bịch Impact Whey Isolate Chocolate Brownie Flavor 2,5 kg. Thì đây là Impact Whey Protein Isolate ha, Chocolate Brownie 2,5 kg. Thì hồi hôm bữa là tôi đang uống cái bịch Chocolate Mint, bịch uống Chocolate Mint ha. Thì đây là Chocolate Brownie. Thì cái mùa này Trung được một bạn cho rằng là nó rất là ngon, nhưng mà Trung sẽ thử và Trung cũng sẽ cho mấy bạn biết. Thì đây là một cái mùi thường là Trung sẽ thích, rất là thích uống những cái mùi có cái vị chocolate đầu tiên á, có cái chữ chocolate đầu tiên trước những cái mùi luôn thì rất là ngon. Thành phần thì vẫn như cũ ha, chúng ta là trong 25g thì chúng ta sẽ có 20g protein ở trong này. Impact Whey Isolate 2,5 kg. Hell yeah. Và đây sẽ là một cái My Protein Main Course Stripe Stringer. Cái này là áo ba lỗ, hay là một cái áo ba lỗ. Chúng sẽ thử và cho mấy bạn xem. Wow. Ok, thì đây là một cái quần jogger, quần slim fit jogger, quần slim fit jogger ha. Thì Trung sẽ mặc cho mấy bạn xem. Đây là một cái quần và một cái sản phẩm rất là mong chờ của mấy bạn. Thường là mấy bạn hỏi Trung rất là nhiều về cái món sản phẩm này, đây là món sản phẩm cuối cùng trong cái thùng này. Thì Trung nghĩ mấy bạn rất là thích cái mùi này ha, Trung nghĩ mấy bạn sẽ rất là thích cái sản phẩm này. Oh yes. Đó là protein noodle. Protein noodle đó là mì. Đây là hũ mì My Protein. Ok. Rất là hay khi My Protein chế ra cái mì tôm dành cho người tập tạ. Rất là hay. Cool. Thì chúng sẽ đọc các bạn thành phần của cái này ha. Thì trong này là có 168g ha. Trong này là hộp này hình như 68g thì sẽ có là 1,4g fat. Rất là ít fat luôn, không có như mì tôm Việt Nam bình thường. Carbohydrate là carb, tinh bột, thì nó sẽ có 39g tất cả. Fiber là chất xơ 8.4g. Protein như đã hứa ở trên cái này thì đó là 14g protein cho một hũ mì này ha. 14g protein không phải ít đâu, rất là nhiều luôn, mà chúng ta chỉ có ăn có một hũ protein này thôi. Các bạn có thể thấy protein noodle. Oh yes.
và cái ấy của nó chỉ có 0.8 gram, đó là cái sodium, là cái muối, không có bao nhiêu hết. Thì ở đây không hiểu là nó bị rách như thế nào, nhưng mà nó, mấy bạn có thể thấy là nó bị đổ ở đây. Thì trong một cái hộp này, ok, thì cái hộp mì ở đây là nó sẽ có 6 hộp tất cả. Ok, cool. Yes. Hộp mì của My Protein là có 6 hộp tất cả như vậy ha mấy bạn. Ok, rất là hay, rất là cool. My Protein ở đây. Yes, 6 hộp cho cái này ha. Ok, tôi sẽ bỏ vô đây lại. Ok, thì đó là cái những gì mà có trong cái hộp của My Protein của tháng này. Thì tháng sau chúng sẽ review cho mấy bạn tiếp. Nhưng mà tại vì hình như là cái đơn hàng, cái hộp đó cũng sắp về rồi, thì hy vọng là chúng sẽ làm tiếp cho mấy bạn cái unboxing này ha. Ok, thì hy vọng mấy bạn thích cái video unboxing này của Trung. Thì đợt này thì Trung có nhận được cái hũ MyPre này, thì Trung sẽ bắt đầu sử dụng pre-workout lại. Thì đó là Trung sẽ review cho mấy bạn xem về cái hũ pre-workout này. Thì họ mới ra cái sản phẩm là MyPre version 2. Hồi xưa là họ có MyPre version 1, bây giờ là họ sẽ có MyPre version 2. Thành ra là Trung sẽ review cho mấy bạn xem. Thì cái mùi Blue Raspberry này nghe nói là rất là bán chạy ở bên Anh, thì rất là ngon. Thì mấy bạn có thể thử cái này bằng cái đường link ở Trung để phía dưới, là Trung sẽ để đường link ở dưới phần miêu tả dưới, để cho mấy bạn có thể tới thẳng cái chỗ mua của cái này. Và mấy bạn nhớ ấn vào link, sau đó là mấy bạn mới nhập code Trung VN30 thì mấy bạn sẽ được giảm ngay 30% cho cái sản phẩm, cho tổng hóa đơn các bạn mua luôn là 30% ha. Thì Trung sẽ làm một cái clip review cả ăn mì tôm. Ăn mì tôm review rất là ngon, Trung nghĩ là rất là ngon. Ok, thì hy vọng mấy bạn thích cái video. Nhớ like, share và subscribe channel cho Trung nha. Bra. Yo, thì đây là cái quần jogger của My Protein, và đây là áo stringer của My Protein. Và hình như là thêm một cái gì đó. Thì đây là full set của My Protein, đây là áo stringer core stripe, có một cái đường stripe ở đây, có một cái đường kẻ ngang màu đen ở đây. Một cái quần jogger của My Protein, ống quần có dây kéo luôn, ống quần có dây kéo bên hông là hai cái túi khóa. Hai chiếc khóa rất là chắc. Đằng sau ok, thì đây là nón snapback của My Protein luôn. Thì Trung bữa là Trung nhận cái quà này là từ manager của Trung về, từ bên Anh mang về Việt Nam ha. Thì đây là cái nón shocker có logo của My Protein ở đây. Ở đây là camel, ở đây là màu đen. Size ở bên Anh có vẻ hơi rộng với người Việt Nam một chút. Okay.